Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đến nhà của anh Nghĩa ở bên Trà Vinh nè anh em. Hôm nay thì anh có giao lưu một số gốc mai nha anh em. Anh Nghĩa cho anh em biết là địa chỉ mình ở đây là ở đâu anh Nghĩa, để anh em có thể là ấp Hồ Bắc, xã Lương Hòa, huyện Nhân Thành, tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh nha. À mình từ dòng xe Trà Vinh xuống đây khoảng bao nhiêu xa anh? Khoảng 13 cây. 13 cây ha. Cây cặp tứ quý này mình đem về đây lâu chưa vậy anh Nghĩa? Cái này hơn 2 tháng. 2 tháng. Cây này có bộ tàn cũng khá là lớn nha anh em. Để quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo cái bộ tàn này. Chiều cao gốc này khoảng nhiêu anh Nghĩa? Chiều cao này chắc tầm 3 mét. 3 mét ăn lên ha. Đây anh coi cái dàn tàn đó. Cây này chưa qua chỉnh sửa gì anh? Cũng nguyên thủy luôn anh. Cây này nó có khoảng nhiêu năm rồi anh? Cây này chủ nhà nói là hơn 40 năm. Chứ trong chi cành của nó nè anh em. Nói chung thì tứ quý thì thường thường nó tàn nó đặc lắm nè. Anh môi đế cho anh em tham khảo luôn nè. Đế bù đế nha nè. Đế đều đó. Đế đều chân nè. Quay một vòng cho anh em tham khảo bù đế nha anh em. Anh em có thể hình dung ra được cái cây này. Này em nhờ anh vô đo em thử cái hoành của gốc mai này khoảng bao nhiêu để anh em tham khảo luôn anh Nghĩa. Đo một chỗ hai chỗ. Đo hai ba thông số đi em để cho anh em ta hình dung được cây mình. Cái này cổ rễ ha. Dạ. Cổ rễ là 57 đây. Dạ, rồi anh đo cao lên chút xíu anh. Cao lên đây đi ha. Dạ. Năm mươi hai anh đo em thấp thân luôn anh, thấp thân cái cây này khoảng nhiêu anh? Thấp thân là 45. Đây anh em quay cho anh em xem cái bộ tàn lần nữa nha. Ví dụ cây này anh em nào mà thích mà muốn giao lưu với anh là giá khoảng bao nhiêu anh? Cây này 22 triệu. 22 triệu có hỗ trợ cho anh em tiền vận chuyển ship gì không anh? 22 triệu giao lưu tại đây đi. Tại đây ha. Dẫn bao ship mà ship thỏa thuận đi. Ở dù anh em nào mà ấy thì cứ liên hệ với ảnh đi qua số điện thoại để phần tiêu đề nè anh Nghĩa Trà Vinh. Góc bên đây cũng chung một lượt luôn, mình đem về luôn hả anh Nghĩa? Đây nè, cây này cao khoảng nhiêu anh? Cây này cái tổng cỡ cây kia khoảng tầm 3 mét thôi. 3 mét. Còn cái đường kính bộ tàn anh khoảng nhiêu anh? Đường kính này 2 mét có hơi. Cây này anh em nào mua về là đúng phong thủy luôn á nè. Biết sao phong thủy không, để mình nói cho anh em nghe luôn liền luôn nè. Đây có ấu chim này nè. Nó mới đóng. Thường thường ta nói đất lành chim đậu anh em, mà nó làm tổ luôn là anh em hiểu rồi đó. Đế dưới đẹp không anh? Đế này đẹp hơn cái kia. Dạ. Đây, quay cho anh em xem một vòng. Ồ, cũ nở nha anh em. Cây này đế hơi bị bíp chút xíu á. Đây bộ đế này nè. Đều hết. Chân. Bên đây cũng vậy nè, bên đây có đế nha anh em. Thân nó nè. Cây này cũng na ná cây kia anh, nó cái tuổi nó anh. Trọng lượt ha. Nó chỗ một luôn. Dạ. Đây qua cho anh em xem. Thường thường tứ quý chắc cái nở quanh năm anh. Cái này em nhờ anh vô đo thử cái hoành đi anh, rồi anh đo nguyên cũ luôn anh. Cây này đế đẹp nha anh em. Đế cũ nở, đế đẹp. Này mình đo đây trước đi ha. Dạ. Đây 50 nè. 50. Rồi anh đo hết nguyên vòng một vòng cái cũ luôn anh. Cũ lớn nha. Nhiêu anh? 100. 100. Anh đo em mới thoát thân này khoảng nhiêu anh? Thân đây hả? Dạ, anh đo cao lên đại tới chi cành luôn. À, dạ đúng rồi. 43. 43. Cái này thí dụ anh em nào mà muốn giao lưu là giá khoảng bao nhiêu vậy anh Nghĩa? 20 triệu. Ví dụ anh em nào mua một cặp là mình bán sao anh, có bớt gì không anh? Nếu mua cặp thì bớt chút. Nếu anh em nào mua cặp thì anh giảm cho anh em một chút xíu nha anh em. Bên đây thì cái cây này là cây gì anh? Cái cây này là cây bông bụp. Bông bụp hả anh? Bông nó màu gì anh? Bông này màu đỏ. Màu đỏ ha. Đây quay cho anh em dòng cây này ngày xưa là nó bự không anh, mà mình thu cái tạng vô hả anh? Cái này mình hồi trước nó bự á, chủ nhà người ta cũng chặt gõ nó đem về trang vậy đó.
Dạ. Cái này anh em nào mà thích chơi lạ, mà những cái cây nào mà lớn lớn vậy nè anh em, nói chung thường thường những cây bông bụp kiếm nó lớn không hơi khó, dưới đế bọng thì có không anh? Có, cái này đế là cũng được. Dạ. Đây, anh mong sơ sơ cho anh em tham khảo luôn anh. Cây bụp này nó nở bông vào tháng nào anh? Này cũng rành đó nói. Nó khoái mình thích mình đem vườn chơi nó, ha. Nó nở hoài luôn á. Dạ. Dạ được rồi anh. Cái này mình đo thử áo áo cái hoành đi anh, áo áo hoành thử bao nhiêu anh. Thường em đi thì những cây bông bụp mà thấy nó không có cây bự anh. Cái này 52 đi. 52. Cây này đem về bao nhiêu lâu rồi anh? Mấy tháng rưỡi à. Cây này ví dụ anh em nào mà thích giao lưu giá khoảng nhiêu chơi được anh? Cái này giá 3 triệu. 3 triệu là bán tại vườn hả anh? Bán tại vườn luôn. Em thấy tầm vườn anh có cặp mai tàng bên kia, mình có giao lưu luôn không anh? Mai tàng bên đây nè anh. À có. Đây anh em quay cho anh em cái cặp mai bên đây nè anh. Cái này chiều cao khoảng bao nhiêu anh? Chiều cao 3,5 m. 3,5 m ha. Còn cái đường kính bộ tàng nó khoảng nhiêu anh? Kính tàng hơn 4 m hơn. Cây này là nguyên thủy luôn, mình chưa chỉnh sửa gì hết anh. Đi vô nhôm gì ha. Chỉ gạch tàn thôi. Chỉ căng tàn ra với con lại thôi. Dạ. Đây quay cho anh em tham khảo nè. Cây này đóng bộ đế khá xịn nhanh nè. Đây. Phía trong nè anh em. Chi tàn nó bên trong nè. Cây này thì nó chưa ra lá đều nha anh em. Nếu mà nó ra lá đều thì cây này nó khá là lớn nha. Bộ tàn rất là khủng. Cây này bông mấy cánh vậy anh? Cây này bông nghĩa? 5 đến 7 cánh. 5 đến 7 cánh ha. À, mà bông chùm. Bông chùm. Cây này hôm Tết nó bông dữ không anh? Bông nhiều lắm. Đây anh em, quay cho anh em cận cận cái bộ đế nè, để anh em tham khảo bộ đế này. Đế đều hết trơn bốn mặt nha anh em. Đây một vòng qua đây. Cái này là chỉ mới có tối cái đó không à. Dạ. Ở dưới này còn còn đế dữ không anh? Còn nữa không anh? Còn ra nhiều lắm. Dạ. Đây, quay một vòng cho anh em tham khảo. Cái này em nhờ anh vô đo em thử cái hoành nha. Cái hoành của cái gốc này khoảng bao nhiêu anh? Rồi mình đo nguyên cái cũ luôn nha, để anh em mình dung. Đây đẹp nha anh em, đế này dữ á. Quay cổ đế chưa kìa ha. Dạ. Nhiêu anh? 65. 65, rồi anh đo em nguyên cái cũ đi anh. Nguyên cũ khoảng nhiêu anh? Cũ lớn nha anh em. Rồi anh thước luôn. Đọc thước luôn. Thước dây nè, nếu mà đo sát dưới hơn thước nha nè. Rồi để mình ra đây mình quay cho anh em lại cái tàn để anh em tham khảo nha. Đây anh em nhìn cái bộ tàn một lần nữa nha. Cây này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn đến nơi giao lưu là giá khoảng bao nhiêu vậy anh Nghĩa? 65 triệu tại vườn. 65 triệu nha anh em, giá tại vườn. Cây bông này bông chùm phải không anh? Bông chùm. Bên đây cũng có một gốc nha anh em, để mình quay cho anh em tham khảo cái gốc này. Cây này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Nghĩa? 3,2 m, còn cái đường kính bộ tàn anh nhỉ? 4 m hơn. Cây này hôm Tết nó bông dữ dằn không anh? Này bông không nhiều lắm nhưng mà nó không được đẹp bằng kia. Dạ. Như trên kia em thấy có tổ chim nữa không anh? Rồi tính dài mấy cây mà có tổ chim mà tốt không anh? Cái này cái cây này có khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Cây này chủ nhà nói là trên 30 năm. Trên 30 năm rồi hả anh? Đây anh em, quay cho anh em xem một vòng của cái bộ đế nha. Phía dưới còn đế còn ra nữa không anh? Còn. Đây. Sát cận cận cho anh em xem cái bộ đế nha. Đế đều hết trơn anh em. Bên đây cũng vậy nè, để mình qua đây mình quay cho anh em chi tiết. Thì mình bấm bầu 1 m nước mà cắt đế rồi bỏ nhiều lắm. Đây bộ đế này nè, cái đế cũng hơi xịn chút xíu nè. Còn phía trong chi cành của nó nè. Cái này mình cũng thiên nhiên nguyên thủy đúng không anh? Cái này mình chỉ gịch chứ anh? À, chỉ căng tàn thôi. Dạ. Dài lên phía trên này nè. Đế quay cận cận cho anh em phía bên đây. Nói chung là cây này là đế đều hết trơn bốn mặt luôn nha. Bên cặp bên kia cũng vậy, cây bên kia cũng vậy, cây bên đây cũng vậy. Nói chung là cây nào cũng đế cũng đều hết. Cái này em nhờ anh vô đo em thử cái hoành đi anh, để anh em có thể hình dung được cái cây của mình. Nhiêu anh? Anh là 67 đây. 67 rồi anh đo hết cái cũ anh, cũ đế luôn anh. Đế anh nhìn anh em nhìn cái tay ảnh với cái bộ đế là anh em thấy cái gãy đế nó không khá là bự. Đó nè. Mát thước anh em ạ. 150 luôn. Mát thước. Xem lại cái bộ tàn gốc này nha.
Cây này thí dụ anh em nào mà quan tâm thật sự muốn giao lưu giờ là giá khoảng bao nhiêu cho được vậy anh nhỉ? Cái này cũng 65 triệu. 65 triệu là bà mua tại vườn nha anh em. Là mình anh em nào ở xa mà muốn ship thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh Nghĩa. Rồi bây giờ mình xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em cô chú chị là vui vẻ hạnh phúc gia đình người thân. Chào tạm biệt tất cả anh em.